Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký với lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đờ mờ, cái quần què gì vậy? Tá đánh. Thoải mái thật. Mộc tiến tử vừa lấy đẹp thật. Vân sư huynh, cách trận đấu còn một chút thời gian, vậy thì ta dạo trước một vòng. Ơi cũng được, mọi chuyện phải cẩn thận một chút. Nhớ có bất cứ tình huống gì thì truyền âm cho ta ngay lập tức. Hình như có thứ gì đó đang chọc vào chị, đang tọc chọc vào tim của mình. Nghiệt duyên. 2 ngày sau. Nghĩa nào, trận đấu sắp bắt đầu rồi sao? Các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời đi, thân ảnh đó. Trời ơi, đó là cường giả thần chủ cảnh. Cái gì thần chủ cảnh? Không hổ danh là trụ thiên giới. Xem ra trận đấu sắp chính thức bắt đầu rồi. Giờ lành đã đến, lão phu tuyên bố, đại hội huyền thần chính thức bắt đầu. Đại hội lần này sẽ lấy thần kiếp cảnh làm ngưỡng cửa được vào. Toàn bộ người được lựa chọn của Đông Thần Vực tổng cộng có 5.132 vạn người. Cho nên xét thấy nhiều người như vậy, quy định của trận đấu năm nay khác với trước đây một chút. Trận chiến dự tuyển sẽ lấy Trụ Thiên Châu làm chiến trường. Người tham gia chiến đấu sẽ bị hình chiếu vào trong thế giới của Trụ Thiên Châu. Tất cả những thứ đem theo đều sẽ hoàn chỉnh chiếu vào, ngoại trừ không phải là tử vong thật sự và không khác gì với chân thần. Vòng dự tuyển đầu tiên, người tham gia sẽ bị chiến đấu ngẫu nhiên đến 1.000 chiến trường. Cuối cùng, mỗi một chiến trường chỉ có 10 người mới có thể giành chiến thắng, những người còn lại đều bị loại. Trời ơi, ta nghe không nhầm đấy chứ? Quy tắc năm nay lại khác đến như vậy. Hơn nữa, mỗi một chiến trường chỉ có 10 người thắng. Như vậy cũng quá khoa trương rồi. Cũng chính là nói trận đấu dự tuyển hơn 5 vạn người, hơn 5.000 vạn người, chỉ còn lại 1 vạn người. Đại lão phu mở cấm chế. Nhớ kỹ, bây giờ chỗ của các ngươi đang đứng được gọi là chủ thành. Ở đây là tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, một khi ra khỏi chủ thành, chính là chiến trường các ngươi tự phân phối. Đánh chết huyền thú thần hồn cảnh có thể lấy được 1 đến 5 hồn châu, đánh chết huyền thú thần kiếp cảnh có thể lấy được 10 đến 30 hồn châu, đánh chết huyền thú thần linh cảnh có thể lấy được 100 đến 300 hồn châu. Nếu như hợp lực đánh chết, sẽ dựa theo tỷ lệ tạo thành tổn thương của huyền thú mà tự động phân phối hồn châu. Còn về làm thế nào để chiến thắng rất là đơn giản, nhìn bảng đen. Nghiêm túc nghe giảng, đừng mất tập trung, tiếp theo mới là mấu chốt. Ơi, nếu như người tham gia trận đấu bị huyền thú đánh chết, sẽ sống lại ở chủ thành, cái giá là mất đi 30% hồn châu. Nếu như người tham gia trận đấu bị người tham gia khác đánh chết người lấy, đánh chết người giấy sẽ có thể lấy được toàn bộ hồn châu của người bị đánh chết. Khi đánh chết người tham gia trận đấu khác, chỉ có thể lấy được hồn châu đã mất trong lần đầu tiên, sau đó sẽ tổn thất 30% hồn châu, nhưng cũng sẽ không giành được nữa. Chủ thành ở trong thời gian nhất định là tuyệt đối an toàn, những người tham gia trận đấu chỉ cần ở trong thành hơn nửa canh giờ sẽ mất đi 10% hồn châu. Thời gian đã đến. Mở trụ thiên giới.
Thật sự bắt đầu thôi sao? Ơi, hảo quy tắc, giết là xong chuyện. Lần này không biết là ai có thể bộc lộ tài năng đây. 10 người trước chiến trường mới có thể đi vào vòng tiếp theo sau. Cho dù như thế nào mình cũng phải tấn cấp. Hình chiếu sau, hy vọng không bị bại lộ. Không thay đổi. Khu vực chiến đấu thứ 9, tên Vân Triệt, tu vi thần kiếp, thần giới, ngâm tuyết giới, hồn châu không, xếp hạng chiến đấu 49.999, xếp hạng toàn bộ 50.876.778. Một khu vực chiến đấu có lẽ là tầm 50.000 người, mình xếp hạng 49.999, quả nhiên không hổ danh là thịnh hội của Đông Thần Vực. Nhưng mà cũng không sao, mục đích lần này của mình không phải là phần thưởng gì, mà là hy vọng có thể gặp được cô ấy. Thứ không có mắt. Ây da, tên này đúng là ngông cuồng thật. Thôi bỏ đi, hắn ngông cuồng thì mặc hắn, dù sao mình cũng không vội, còn có thời gian 1 tháng, bây giờ nghỉ ngơi tiếp rồi tính. Người đã đi hết rồi, vừa hay mình cũng có thể đi dạo một vòng. Ủa, lại còn có người hay sao? Kỳ lạ thật, lại có người giống như mình không quan tâm đến xếp hạng của trận đấu. Có chút thú vị, dù sao cũng đang rảnh rỗi, ngược lại lên đó kết giao một chút, có lẽ có thể lấy được một vài bí mật không biết của thần giới không chừng. Hôm lại có người đi theo ta, không đi tham gia trận đấu mà lại ở đây. Khu vực chiến đấu thứ 9, tên Vân Triệt, thuộc địa ngâm tuyết giới, hồn châu không, xếp hạng chiến đấu 49.999, xếp hạng toàn bộ 50.876.787. Khu vực chiến đấu thứ 9, tên Tiêu Lượng, thuộc địa địa cầu, hồn châu không, xếp hạng chiến đấu 49.998, xếp hạng toàn bộ 50.876.700. Vân Triệt tên hay, nhàn rỗi như vậy, trông sốt như nước,